là một trong những dự án con thuộc chuỗi tổng thể dự án Together Việt Nam chính thức đi vào triển khai từ tháng 5 năm 2015. Website được xây dựng với 3 mục đích chính: quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, kết nối du lịch 63 tỉnh thành, trở thành trang thông tin chuyên biệt toàn diện về du lịch và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Tại website togethervietnam.vn, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về các địa điểm ăn chơi nghỉ trên cả nước. Mục tin tức và sự kiện sẽ cập nhật tình hình du lịch trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin về lịch sự kiện du lịch quốc gia, các kinh nghiệm vui chơi hữu ích, đồng thời là nơi để độc giả có thể truy cập đặt ra các câu hỏi tới đội ngũ chuyên gia của chương trình. Cung cấp thông tin về những món ngon đặc sản trên cả nước, các nhà hàng nổi tiếng và hướng dẫn cách làm món ăn Việt. Mục nghỉ là nơi bạn có thể tìm kiếm các thông tin nóng hổi về những điểm nghỉ dưỡng mới hấp dẫn được chính các chuyên gia và độc giả Together Việt Nam bình chọn. Là sân chơi để độc giả thỏa sức sáng tạo, đăng tải các hình ảnh, video về du lịch Việt Nam. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả những điều Together Việt Nam muốn truyền tải. Điểm nhấn của website chính là S-Map, bản đồ du lịch Việt Nam. Lần đầu tiên xuất hiện một trang web có khả năng kết nối thông tin du lịch của 63 tỉnh thành trên cả nước. Người xem có thể lựa chọn tỉnh thành cần tìm hiểu, click vào link dẫn để nắm bắt mọi thông tin cần thiết. Website togethervietnam.vn đã xây dựng được một không gian văn hóa Việt thực sự. Thương hiệu Việt nói chung, các làng nghề thủ công Việt nói riêng, cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng, thế nhưng khâu quảng bá bán hàng còn quá yếu, chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm. Điều này đã dẫn đến tình trạng ngày càng nhiều làng nghề bị mai một. Website xây dựng một không gian văn hóa mà ở đó các sản phẩm truyền thống, những nghệ nhân nổi tiếng của Việt Nam có cơ hội được tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đồng thời kết nối với những chính sách của nhà nước, các cơ quan địa phương, các doanh nghiệp nhằm góp phần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp các làng nghề phát triển bền vững. Cùng với đó, website cung cấp hệ thống tư vấn trực tuyến và tổng đài điện thoại 24/24 luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc về du lịch của độc giả. Cần tìm hiểu thông tin du lịch, hãy đến với Together Việt Nam. Ví dụ, đi Nha Trang nên chơi các trò chơi gì trên biển? Đi Nha Trang, bạn nên chơi thử trò dù lượn, flyboard hay thử lướt ván trên biển. Tại togethervietnam.vn, bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, ăn gì, chơi gì, xem gì với bộ xử lý thông minh, tiện lợi, hiện đại bậc nhất hiện nay. Đến với Together Việt Nam, bạn dễ dàng đặt vé máy bay, tìm những thông tin khuyến mại du lịch hấp dẫn mà không cần đi qua bất cứ trang web trung gian nào. Together Việt Nam, cùng chúng tôi lên đường.